Đấy. Run in opposite directions to see who your dogs love more. Đấy các ông ạ, nhìn đây này, cũng đua đòi đi mua nhẫn này, mua kim cương tự nhiên này, về nó hoành tráng, nghĩ nó lấp lánh nó đẹp. Ai ngờ, đây này, các ông nhìn này, đâu có lấp lánh đâu, nó trắng phơ trong phách này, chỉ chẳng khác gì hàng mã cả, đồ gì à, hoài đấy nhá. Đây, upload của các ông đây, đấy, nhìn này, có khác gì cái hàng chợ đâu, phí tiền, biết thế này, không mua các ông ạ. Đây, cả nhà có thấy gì lạ không? Nè, đôi dép nè, định ra mang thì thấy, trời ơi, nó bò lòng vòng đôi dép qua. Lạ thiệt nha. Đi một đằng sau. Chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng mùi tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nói chăng nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vắng qua màu, người ra thăm bến câu chào nói lao sao, phố xá thanh tăng. Chồng con vất vả sớm khuya. Mấy thằng mặc cái áo phao đi học bơi à? Ý là cán bộ đến nhảy xuống nước bơi sang bờ cho dễ đúng không? Tuyển người ấy thì tuyển cho nó cân xứng vào, không đặc vụ nước bạn ấy xem được cái video này ấy nó cười cho thối mũi đấy. Nóng như này ấy mặc cái áo đấy nhìn cũng ngầu đấy. Đi sang đường chỉ trỏ chi cha chi chô, gớm thật. Chắc đang ảo tưởng người ngoài đứng chụp ảnh nhìn vào nó ngưỡng mộ, nó hoành tráng đúng không? Họ chụp ảnh ấy là để báo chính quyền đấy. Ok, nói nghe nè. Bạn nên phân biệt được cái người mà tạo thời gian ra để người ta dành bên bạn. Nó rất khác với cái người á mà người ta có thời gian người ta mới dành bên bạn. Khác. Tóc mà không dùng nhiệt á, làm bằng giấy á, để thêm gỡ ra coi cho mọi người coi phơm tóc như thế nào ha. Bằng giấy nha mọi người, bằng giấy á. Mọi người cố định bằng thun. Đây.
mình uống cái này á, ví dụ như là mình để mà khi mà các bạn gội đầu xong á, các bạn đừng có sấy khô tóc quá nha, để tóc còn hơi ẩm ẩm á, rồi các bạn quấn giấy để ngủ qua đêm, mà sáng thì mình sẽ có được một cái mái tóc như thế này. Thì tại vì thơm cố định bằng thun á cho nó chắc á, còn không có ai thì thích thì cố định bằng kẹp cái kẹp tóc á, cái kẹp tăm á. Mọi người ạ, sau nhiều năm đúc kết thì mình mới rút ra rằng nếu mình mà có một chút nhan sắc ấy thì người ta đã không lạnh nhạt với mình rồi. Thêm hơi say men, chờ người về lại nơi khi xưa ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Phần dở dang duyên ta lỡ là. Trời sâu trừ buông mây bay đánh lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa ta vui bên. Nè nên. Thầy thấy em comment bên YouTube á, thầy tặng cho em đó nghe. Rồi nấu đủ không? Không đủ nữa thầy gửi thêm. Rồi chúc em vui vẻ nghe. Cầm ơi. Đau không? Đau. Đau sao biết buông? Buông không kịp, đâu có biết đau như vậy đâu. Anh ăn tối rồi sẽ bị điện thoại. Anh cúp nha. Thử bánh đi ạ, anh ơi, bánh miễn phí anh dùng thử đi ạ, anh ơi, anh, ăn vô, miễn phí. Con không? Con vô mua. Dạ, cảm ơn biết cách. Dùng thử bánh đi ạ, bánh miễn phí đi ạ, anh cách ơi, dùng bánh đi ạ. Dạ. Con bé này đang ăn ổ bánh mì từ sáng tới giờ, ăn chưa xong. Này mà mình ghép vô những cục đá. A few moments later. Anal wart cream. Really big tampons. Literally the smallest condom. Just chơi sau chứ buông mấy mấy đây lòng buông càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa chúng ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm cho. Mấy người có thấy cái hết xàm này không? Hồi trước ấy tôi nghĩ là không xàm nào không nữa. Giờ tôi xàm xem cũng ai nữa tôi luôn. Để con mình tôi em vui bên tình mới. Anh nhờ em một câu yêu thương cho mai. Này xin nhờ nhau một kiếp sống khác. Ở Nhật á, thì được cái nó không có hấp diêm tập thể hay là nó hấp diêm xong rồi nó giết người. Cái hình thức biến thái của nó thì nó nhẹ nhàng hơn. Thường thì nó sẽ đi ăn cắp đồ lót về nó mặc hoặc là nó hửi nè. Rồi nó đi ăn cắp in xe về để nó hửi. Đặc biệt là in xe của những cô gái mà nó mê. Bên Nhật mất in xe là cái chuyện rất là bình thường luôn á. Cũng có khoe hàng. Việt Nam mình thì chạy xe Honda rồi gọi. Đây thì nó tới những cái company, những cái nơi mà có phụ nữ nhiều hoặc là những cái nơi phụ nữ qua lại, nó khè hàng ra, ai sợ là nó khoái. Mà thường mà thấy nhất á, là nó sẽ là trốn ở đâu đó nó ngắm người phụ nữ, ngắm đồ trong, ngắm cái hình dáng người phụ nữ nó làm việc. Hoặc là leo lên cái trần nhà tắm để ngắm cái người phụ nữ đó tắm.
Nhiều đứa nó đơn giản là nó chỉ ngắm người phụ nữ lúc làm việc ở nhà mà thôi, hoặc là ngắm lúc ngủ. Cách đây khoảng tầm 10 tháng thì một cái bạn thực tập sinh nữ IT của mình cũng bị theo dõi, xong rồi nó lẻn vào trong nhà, nó trốn trong tủ áo á. Buổi tối bạn này ngủ rồi, nó ra nó ngồi nó ngắm nghía bạn này. Tới lúc bạn này chở mình thì thấy một thằng đàn ông đang ngồi ngắm mình say sưa. Gặp bông là chắc bông xỉu ngang luôn rồi. Cho nên các bạn nữ nhà mình mà ai đi ra ngoài 5 phút 10 phút thì cũng phải đóng cửa cẩn thận. Nghe nói chỉ có con gái mới làm được thử thách này. Mẹ anh bảo là nếu không vá trời lấp bể được thì cứ làm người tử tế con ạ. Bây giờ mày muốn chết hay mày muốn sống? Em, chị bình tĩnh đi. Sao chị dưng mày với em, sao chị đến giống... Mày chỉ được như thế thôi. Đi ra khỏi quán tao. Cấm mày từ ngày mai đến đây luôn. Thế thì chả... Mày cút nó đi. Chị trả lương cho em để em ra khỏi quán. Tao không trả. Cái loại mất dạy như mày. Mày gọi cả bố cả mẹ mày ra đây nói chuyện với tao nhá. Chị trả lương làm cho em để em ra khỏi quán. Mày cút đi, tao không cho mày làm nữa. Thì chị trả lương cho em đi. Em chỉ cần lương thôi rồi em về. Bây giờ em đi làm một tháng trời. Mày không phải đi về luôn đi. Bây giờ một tháng trời chị mày ăn cực được với em. Ừ tao quỵt mày luôn đấy, mày đi ra đi. Mày thích quỵt đâu? Mày gọi cả họ cho mày đến đây luôn đi. Em chẳng to bằng chị rồi. Nhưng mà em đi làm một tháng vừa rồi em. Mày đi làm thuê mày thái độ này à? Em thái độ như nào chị nói em luôn mày đi. Mày cơm mồm vào để tao làm khách. Chị nói luôn em thái độ như nào đi. Cái thái độ của mày như này thái độ đấy. Bây giờ em đòi lương để chị đuổi em ra khỏi quán, em đòi lương để em nghỉ, mà chị lại không trả lương cho em. Mày lấy ngoài nhận lương chưa? Sao chị lại đuổi em? Chị đuổi em mà chị lại đòi quyền tiền của em à? Mày câm mồm vào, mày cho tao làm việc cho khách không? Thì bây giờ chị trả lương cho em ra khỏi quán, chị đuổi em. Nè, anh em đi xe nhớ nha. Lên xe, để dép ở dưới, thấy không? Tới nơi. Còn chiếc. Tập câu nghe nó là không bao giờ tin một ai nữa, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ là một giống loài mà không thể nào tin được. Ôi trời ơi! Để hôm nay kể cho mọi người nghe chuyện nè mọi người. Mình về quê á, cái chiều mát mát á, mình cũng kiểu hay đi dạo dạo vậy nè. Xong á mấy em học sinh cấp 2, cấp 3 gọi là mấy bé đi, cái xong nhìn thấy mình cái em. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Thề luôn là muốn cười bò luôn á. Trời, coi cái mặt tụi nó kìa. Coi kìa bún ra sữa luôn. Coi kìa trời, cái mặt non chè chờ, không học hành đi lo đi cua gái. Rồi nhìn cái mặt tôi nó kêu bằng em. Trời ơi, nghĩ sao tôi già cua đế không biết lớn, tụi nó nhiều tuổi nữa. Rồi về nhà mấy bé uống thêm sữa croclet nhiều vô nha. Phát triển chiều cao và cân nặng. Que, trời ơi, cái quần que gì đây bà con. Hôm nay sẽ ăn sáng bằng tôm hùm nha các bạn. Cách bắt tôm hùm thì rất là dễ thôi, dùng vợt vớt lên xong đổ vào thùng xốp. Ở đây là tầm 50 con tôm hùm thì chia cho 10 anh em trên bè.
thì mỗi anh em tầm cỡ 5 con tôm hùm. Ăn sáng mà cỡ 5 con tôm hùm là đủ cho một bữa sáng dinh dưỡng rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ vào chế mì tôm và ăn với tôm hùm nha các bạn. Anh em làm nhanh tay lên, chúng ta còn phải vệ sinh lòng bè nữa nha. Chết mẹ, thằng nào quên bỏ tôm hùm vào tô mì tôm rồi. Chào cả nhà nghe, 1 phút 2 cái bà ca. Trời ơi bão táp mưa sang. Còn một người duy trong thân nguyên an ta là ai? Thì ta nhớ đi rồi một ngày mình đổi khác. Trời có mấy ai cũng quăng lên an mây. Nè nè, tôi chạy. Anh phải tả từ từ chứ. Em chạy rồi nhu. Chạy mấy cũng đi rồi. Sếp tôi mới tặng tôi cái cây đánh răng, tại vì tôi làm răng giả ha. Què thiệt chứ. Trời đất ơi, nó đánh chỗ này chắc văng răng giả ra ngoài luôn mấy mẹ. Văng cái đú ra ngoài luôn. Một like xong quay được ba. Đó rồi, hẳn đó rồi.